Hello, chào anh em. Để quay trở lại kênh của mình nha. Lâu lắm rồi. Hôm nay mới được cái ngày nghỉ về quê để đi kiếm ít mồi nhậu. Tìm ong. Một năm rồi mới quay lại tìm làm nghề tìm ong này. Quay lại cái nghề tìm ong. Cũng gian nan phết, vất vả phết. Lâu lắm rồi không 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 được leo đồi, không có, thực sự là rất chi là mệt mệt, nhưng mà cũng 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 thấy vui vì hôm nay đi mình cũng rất may là may mắn. Sao lúc nãy mình đánh một tổ nhưng mà chưa quay được cho anh em xem. Đây, tổ này bây giờ mình phải quay này. Cái chỗ này là nó rất đặc biệt này, nó đặc biệt ở chỗ này này, nó đặc biệt là cái chỗ là cái tổ ong ấy, hai tổ nó cách nhau chắc đến mét thôi, 2 mét thôi. Đây, cái tổ này thì mình đứng giữa cửa nhà nó đi lại này. Tổ này cũng còn bé thôi, mưa chắc là cũng bắt được rồi. Hôm nay là lý do là tại sao mình bắt hôm nay không 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 mang đồ để ấy nhá, không mang đồ để bắt về nuôi. Những cái tổ này là mang về nuôi là hợp lý này. Đâu nhỉ, tổ ở đâu nhỉ? Hơi tối, ở trong này hơi tối. Còn một tổ nữa đây. Ngay đây. Cách nhau mới bước chân. Đây, tổ này thì hai tổ này thì phải nói là rất chi là tuyệt vời, tròn đẹp. Khó thấy nhỉ. Thôi, không nói nhiều nữa, lôi thôi nữa. Triển khai luôn. Ok anh em. Đã mặc luôn cái bộ quần áo vào rồi. Bộ này là bộ năm ngoái nên là bộ cũ. Đấy, nóng lắm, chưa đầu tư được bộ mới. Đây, cái tổ này bắt tổ bên dưới này đó. Hôm nay chơi lớn anh em ạ, chơi lớn là sao phải chơi, chơi lớn. Bởi vì là hôm nay chơi có mỗi một gang tay này bắt ong. Tổ này rất là đẹp anh em ạ. Đấy, anh em thấy không? Đấy, tổ này mà bắt được về nuôi thì quá là ok. Nhưng mà tiếc quá, không có đồ. Hôm nay mang đồ nhé. Hôm nay mà mang đồ thì chỗ này bắt về nuôi là ok. Mang đồ hay không thì nó cũng phải về trong nhà thôi. Về không bắt về nuôi thôi, nó cũng phải về trong nhà. Về nuôi nó cũng về trong nhà để tốt nhất rồi. Cứ mang về. Nóng lắm. Mặc bộ quần áo này rất là nóng. Chuyến tổ tiếp theo này. Tổ này đẹp. Mang về nuôi thì tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn. Tuyệt vời hơn là mình bắt được rồi. Đâu cái tổ này đây. Đâu nhỉ?
Đây. Đây nha anh em nhé. Tổ này cũng rất là đẹp. Tóm lại là cứ thấy tổ ong là tổ nào cũng đẹp hết. Mày láo thật, bậy thật. Đấy phải cả điện thoại mình. Không nể nang tí nào. Okay. Mình có dao mà nhỉ? Đúng rồi. Cách tìm được dao. Một tay quay phim, một tay để lấy này thì khó quá. Ôi trời, rút đi. Rồi, ok. Đây. Tổ này không quẩy con này. Cũng bình thường, ui, tí nữa là đạp à. Tổ này xong rồi. Ôi trời. Ừ. Đây, ok rồi. Được không? Không thì nó sẽ nói là đúng không? Ok. Ôi trời ơi. Mồ hôi. Chợ. Ướt hết áo rồi. Cởi bỏ được cái áo ra nghe thoáng hẳn luôn. Ôi trời. Trời. Chết. Mệt thật. Rất chi là đặc biệt hôm nay là cái tổ này là ở sát nhau. Ôi trời, nát hết rồi. Hôm nay mình hơi ẩu. Thôi không sao. Thế là ok rồi. Riêng hai tổ này bắt được về nuôi thì quá là ok. Thôi tạm dừng video đã, để bây giờ tìm và chiến tiếp các tổ khác. Để quay lại cho anh em xem sau nhé, ok. Hôm nay mình lại tiếp tục, bây giờ lại mình lại tiếp tục thấy thêm một cái tổ nữa nhá. Đây, cái tổ ong bảo vệ cũng khá là đẹp. Làm kiểu này cũng đẹp phết. Đây, mình sẽ không sang gần nữa. Bởi vì trên người mình toàn mùi ong hết. Nhưng mình sang gần sẽ bị phát hiện. Hôm nay khó khăn gian nan mới được. Quá là mệt. Thôi không nói nhiều nữa, không lôi thôi nữa, vào việc chính và triển khai chiến luôn cái tổ này. Không phải lôi thôi nhiều, không phải nói nhiều, mang nó về đội của mình. Ok. Ok, triển khai thôi. Phát hiện ra mình rồi đây. Hiện tại là vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Ok. Thì đó thôi. Đó,
Đó, đẹp. Bắt về nuôi thì rất là ok. Rất tiếc là hôm nay mục đích là không phải là nuôi. Đẹp không anh em? Đồ này quá chi là đẹp. Rất là ok luôn. Đó. Tuyệt vời. Ok, thôi không được thôi nữa, chào các bạn. Chào mấy bạn ông nhé. Mình xin mình đi ra. Trong này nhiều không chịu thôi các bạn đây. Ok. Chào bạn ở đây đã. Cách để chuồn. Đánh được của ông gian nan nha. Cái thang dễ dài thì hết. Ok anh em, giờ mình đã thấy thêm hai cái tổ đặc biệt nữa nhá. Tại sao mình gọi là đặc biệt rồi? Bởi vì là có hai cái tổ này ở cách nhau cơ. Không có cách nhau có 2 mét rồi. Hai tổ này khá là ok nhá anh em nhé. Rồi, bắt đầu phát hiện ra mình rồi. Ok. Để không để nó thất vọng thì tôi triển khai luôn. Mặt của anh em ạ. Nó đái anh em ạ. Nó đái vào màn hình điện thoại nên là bị tắt. Tắt hết màn hình điện thoại rồi. Tắt hết cam. Bị đái vào cả mắt nữa anh em ạ. Vất vả thế đấy, khổ thế đấy. Tổ này khá là đẹp nhé. Thôi ok, không dây dưa ở đây nữa, đi lên bắt tổ trên kia luôn. Chào tạm biệt các bạn. Đây rồi. Tổ tiếp theo thì nhanh anh em ấy. Chắc chắn là không làm anh em thất vọng. Tổ này khá là ok. Nó to đấy. Ước chừng bằng to hơn nồi cơm điện. Hiện tại các cậu vẫn chưa biết là đang có chuyện gì xảy ra. Nghe thấy mùi của mình rồi. Hiện tại trong bộ quần áo của mình rất với điện thoại của mình nhá,
rất chi là nhiều nước đại ông. Cho nên là bây giờ ấy, nó chỉ đến nó nghe mùi thôi. Thôi bây giờ triển khai đi. Đen xì búp 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 búp. Ồ, kín người. Không rất kia là ok. Quá ok chứ không phải rất kia là ok. Nhưng không biết là có mẩy không. Cứ phải mẩy ra mới biết được sao nào. Ok tạm được. Nó bán nhiều quá anh em ạ. Xin cảm ơn. Chuồn đã. Không mặc đi. Bộ quần áo này nóng. Dã man. Qua tí nhỉ. Đáng không anh em? Quá là đẹp luôn. Cái đường mình đi đâu nhỉ? Con chuồn thôi. Dạ, tự nhiên lại cho nó đi. Bao kín người. Ôi xời. Tuyệt vời. Chuyển thành chỗ an toàn để tôi bỏ quần áo. Ok không anh em? Tuyệt vời, quá là tuyệt vời. Ok. Vất vả lặn lội thế này cơ mà không giành được chiến tích thì vô trí. Nhìn cái mặt này. Nóng quá. Vừa nóng vừa bị nước đái của ong nó đái vào mắt cay hết. Cay hết mắt. Không chịu nổi. Quá sợ luôn. Đây cái khẩu trang này. Hôm qua về vứt nhầm vào cái chậu mà con chó nó tắm nên hôm nay mùi toàn mùi con chó con mít. Đeo toàn mùi chó. Ok. Cái này là quá tuyệt vời rồi. Ong rất chi là mẩy nha anh em nha. Tổ này to này. Nhìn này. Đấy. Tổ này cũng vậy. Quá là to. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Ok.
Thôi có lẽ đây cũng muộn rồi, cũng đến giờ để đi ra Hà Nội để đi làm rồi. Giờ tôi không 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 ở nhà để làm cái bắt ong, clip bắt ong được cho anh em nữa, để thôi tạm vắng mặt một thời gian, có thể có khả năng là cuối tuần tới tôi sẽ về, tôi sẽ đi tiếp. Rồi chào anh em nha, cảm ơn anh em đã theo dõi kênh, ủng hộ kênh. Mong anh em like và chia sẻ nhiệt tình giúp mình nha. Cảm ơn anh em nhiều.